Hôm nay em đóng hàng cho anh Nguyễn Văn Tinh ở Tam Hợp Bình Xuyên, Bình Phúc. Đây là cái tờ quay tay HW 2500 ha. 2500 nó có tích dấu ở đây. Mà mở cái hộp này qua bên trước nha để các bạn đây. Hôm nay là catalog. Và đây là cái tờ. Hôm nay là cái tờ quay, quay nó nằm ở đây. Đó, rồi mình có thể mình quay ha. Đây. Ở đây nó có 30 chính rồi, 1, 2, 3, nên người ta hay gọi là ba nhông, nhưng mà thật sự ra nếu mà tính đếm nhông là nó có tới 4 cái nhông luôn rồi. 1, 2, 3 nhông lớn nữa là 4 rồi, thấy không? Tính là đếm nhông là phải 4 cái nhông, còn nếu người ta tính 30 chính nên người ta gọi là ba nhông thôi. Cáp này dài 7 mét, khoảng 7 mét thôi. Cho cái móc luôn. Rồi giờ em đóng hàng nữa cho anh luôn nha. Ok nha, giờ đi rửa bị teo.